Tập 2. Chào Lý Tổng. Tôi là giám đốc sáng tạo của Fame Show. Tô Y. Giám đốc Tô, cảm hứng sáng tạo của cô đến từ đâu vậy? Ý tưởng sáng tạo hay tất nhiên đến từ sự xung đột và đích đai của một tuần. Nếu mọi người vẫn chưa ấn định phương án, giám đốc Lý, hay là dùng của Fame Show luôn đi. Chưa chuẩn bị xong thì lấy gì mà so bản thảo? Trẻ con kia đóng vai sao? Chỉ tổ gây trò cười. Giám đốc Lý đi thông thả. Chúc mừng cô, giám đốc Tô. Phương án có thể lọt mắt Lý Thị là vinh hạnh của Fame Show chúng tôi. Chủ biên Tôn, Lý Tổng nói đi ạ. Việc phụ trách sự kiện lần này giao cho giám đốc Tô toàn quyền phụ trách. Lý Tổng, giám đốc Tô vừa mới tới, còn rất nhiều thứ cô ấy chưa hiểu. Quyết định vậy đi. Dù sao ý tưởng lần này cũng là giám đốc Tô, giao cho người khác tôi cũng không yên tâm. Cảm ơn Lý Tổng coi trọng. Mỹ nhân kế à? Giúp tôi điều tra lý lịch của tôi. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Sao lại có người giống nhau như vậy chứ? Em không phải một hiểu sao? Làm gì? Dùng mạng sống để tạ tội sao? Lý Tổng, tôi nợ anh một lời xin lỗi và giải thích. Không cần. Lừa tôi một lần là lỗi của cô. Lừa tôi hai lần là lỗi của tôi. Trong hai tháng đề xuất 5 lần, tổng cộng 12 phương án. Tất cả đều vượt trên trình độ ngành. Nhưng lần nào anh cũng không duyệt, dắt cạn khả năng của Fame Show. Rõ ràng rành là muốn Fame Show trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh nội bộ của Lý Thị. Lý Tổng, đối với anh, có thể Fame Show chỉ là công cụ và vốn lý, nhưng đối với nhân viên của Fame Show thì đó là sự nghiệp và lý tưởng của chúng tôi. Bất kể anh có chịu tha thứ hay không, tôi xin gánh hết mọi hậu quả. Tôi xin lỗi. Còn nữa, cái này tôi chưa động vào, trả lại anh. Giám đốc Tô, giám đốc Tô, hôm nay cô dễ dàng thật đấy. Không phí cơ hội tôi dành về. Chị Phi Lâm, tôi vừa mới về nước. Việc tiến hành sau này vẫn phải nhờ cậy chị nhiều. Đơn giản. Giám đốc Tô, cô tìm đủ mọi cách tiếp cận Lý Tổng chỉ vì một phương án thôi sao? Không thì là gì? Không lẽ trơ mắt nhìn Fame Show hy sinh từ đây à? Cậu xem cái này đi đã. Tôi Đại học Waseda, du học sinh Nhật, tốt nghiệp Đại học Waseda, là giám đốc bộ phận trẻ nhất của Tochi bên Nhật. Cậu nói xem, sao lại có thể giống nhau như vậy? Được. Chỗ này đau phải không? Chắc chắn là ngủ muộn.
Cậu phải quản lý tốt thời gian của mình, đừng suốt ngày thức đêm. Đại hùng này, hồi chúng ta đi du học, cậu dùng chiêu này để tán gái đấy à? Hảo hán không nhắc lại vinh quang năm nào. Lý tổng, giám đốc Tô, anh là Đỗ tổng. Tôi đây. Giám đốc Tô, tôi vừa định gọi điện cho cô. 10 phút trước hội trường đã bị người khác đặt mất rồi. Tiếc quá. Tôi cũng rất muốn hợp tác với Gia Thượng, chỉ đành để lần sau vậy. Nào Gia Thượng, còn đau không? Lý tổng, ra chỗ khác nói chuyện. Xem ra ngoại trừ đi đường tắt, giám đốc Tô cũng chẳng có bản lĩnh thực thụ gì. Lý tổng quả nhiên là người có thù ắt trả. Nói được làm được. 3 ngày, nếu không tìm được địa điểm phù hợp thì biến khỏi phim show. Để anh thất vọng rồi. Chúng tôi có phương án bê lâu rồi. Nơi này có thể nhanh chóng ấn định. Bé quá. Không gian của chỗ này hẻo lánh quá. Chỗ này rất cũ quá. Chỗ này có thể nhận được giá ưu đãi nhất. Cô nghĩ tôi thiếu tiền lắm sao? Giám đốc Tô, cái giày lấy trộm không vừa chân phải không? Nhưng dù có mài rách cả chân, tôi cũng vẫn đi tiếp. Vâng, cảm ơn. Tôi biết rồi. Giám đốc Tô, gần đây vất vả rồi. Cảm ơn Lý tổng. Đảm bảo khiến anh hài lòng. Địa điểm bình thường không đáp ứng tôi được đâu. Đừng vội, anh nhắm mắt lại đã. Trước mặt anh là một tòa kiến trúc màu trắng. Bên tai vang vọng tiếng sóng biển nhẹ nhàng. Bầu không khí với độ ẩm 85% mang theo vị mặn. Lúc này tiếng nhạc vang lên, ánh đèn dần sáng. Không có mái nhà, không có tiếng vọng, chỉ có sao sáng khắp trời. Thời thượng và văn hóa giao nhau, khiến thiên nhiên hòa cùng với vẻ hiện đại. Dù sao, ai đó từng nói, thứ gì kinh điển sẽ không bao giờ lỗi thời. Vậy mong là cô có thể chuẩn bị tốt nước hoa. Cô nghĩ người mẫu sẽ hút máu của muỗi hay là muỗi hút máu của người mẫu? Cảm ơn Lý tổng. Tôi sẽ đi ký hợp đồng với bên cung cấp địa điểm ngay. Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cảm ơn. Xem như chút an ủi cho cô vất vả đi xem địa điểm. Có qua có lại. Đúng lúc tôi cũng có một món quà nhỏ muốn tặng anh.
Xin chào quý vị khán giả. Đây là hội trường sự kiện hàng năm Nhất Cố Khuynh Thành do Lý Thụy và Frame Show chung tay tổ chức. Chiếc váy của cô hôm nay đẹp quá. Đi vào trong. Lý Tổng đến rồi. Lý Tổng. Lý Tổng. Chị Tô Y đã chuẩn bị xong màn hình LED rồi. Tôi biết rồi. Chị Tô Y, đèn sau cánh gà đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Được. Phòng trang điểm xong. Được. Khâu ánh sáng chuẩn bị. Chú ý điều chỉnh ánh đèn. Bật đèn. Đèn chiếu lên sàn cách quạt. Mở quạt ly tâm. Gió to chút. Máy tạo khói. Mọi người chú ý. Sẽ bắt đầu rồi. Ai còn công việc dang dở, nhất định phải giải quyết trong vòng 10 phút cho tôi. Mọi người tranh thủ thời gian làm. Chủ biên, hạ mục đâu? Hạ mục bận không đến được. Tôi đã nói trước với Tô Y rồi. Tôi nghĩ chắc cô ta cũng chuẩn bị rồi. Vậy là thế nào, Tô Y? Anh ta là người mẫu chính hôm nay. Anh ta không đến được thì ai thay đây? Show lớn lần này, cô ấy có quá nhiều việc phải lo. Thế này đi, tôi sẽ đi nhờ cả Derek ngay. Khoan, không cần phiền đến chị Phi Lâm đâu. Giờ phút trọng đại thế này, đừng quan tâm đến thể diện nữa. Nếu còn trì hoãn là sau diễn này khỏi tổ chức luôn đó. Alo, em tới đâu rồi? Em ở ngoài cửa. Vậy vào luôn đi. Nào, theo tôi. Chị Tô Y. Tôi giới thiệu chút. Đây là người mẫu dự bị của tôi, Tường Thái. Duy Duy, mang đồ qua cho cô ấy thử. Không xong rồi. Đồ bị rách rồi. Chẳng phải có đồ dự bị sao? Lúc nãy tôi đi tìm, chỉ còn đúng chiếc này. Tôi xem. Chủ biên, tôi có cách. Em phải mặc cái này thật à? Em mặc vào không cử động nổi nữa. Ngoan, nghe lời đi. Kính thưa quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đến với hội trường show lớn hàng năm của Lý Thị, Nhất Cố Khuynh Thành. Bây giờ show diễn xin được bắt đầu. Chào chị gái. Đi một mình sao? Có chuyện gì sao? Nếu cô thấy tiện thì cho xin số điện thoại nha. Hình như anh có bạn gái rồi thì phải. Hơn nữa còn mập mập. Dù sao cũng không kén ăn. Xem sau đi. Trên sân khấu toàn người gầy không đấy.
Chị Tô Y vừa rồi trình diễn tốt thật. Coi bộ sự vất vả của chúng ta không uổng phí rồi. Kịch hay gọi phía sau mà. Khá lắm, cũng có tí bản lĩnh. Cảm ơn chị Phi Lâm khen ngợi. Tôi không có ý đâu. Để tôi lấy gì lao cho cô nha. Đợi tôi. Ảo tưởng sức mạnh. Chị Tô Y, làm sao bây giờ? Không sao. Cô đi giám sát phòng điều khiển đèn. Đừng để ai đó đến gần. Tôi không cần đâu. Anh làm vậy, ai không biết còn tưởng tôi bị... Sự thành công của show diễn Lý Thị lần này, công lao chính nằm ở Frame Show. Mà tôi, dưới tư cách là người của Lý Thị, hợp tác với Frame Show mười mấy năm, cá nhân tôi cho rằng, tôi nghe nói sự thành công của Frame Show lần này đều nhờ giám đốc Tô mới tới. Mọi người không biết đó thôi. Sự thành công của show diễn lần này, người chúng tôi nên cảm ơn nhất là Phó Giám đốc Trương. Dù sao, show diễn lần này cũng là phần hạ màn hoàn hảo nhất của chú Trương. Tôi cũng đại diện cho Lý Thị. Cảm ơn những gì chú Trương đã cống hiến suốt nhiều năm qua. Có qua có lại. Đúng lúc tôi cũng có một món quà nhỏ muốn tặng anh. Thu thập của Trương Minh Đạt ở Frame Show những năm qua đủ để chúng ta dứt bỏ hiềm khích rồi chứ. Cười lên chút đi, chú Trương. Chị Phi Lâm muốn thêm thứ gì cho tôi đó? Đâu có đâu. Hài lòng về show diễn chứ? Tốt hơn tôi dự tính. Vậy thì tốt. Áo khoác tôi về sẽ giặt sạch rồi trả cho anh. Còn nữa, thứ gì tôi đã tặng không có lý do gì nhận lại cả.
都还在向前走，彼此却没有了肩并着肩的。